Minasa, Minasa, Konichiwa, Watashiwa, Kako no Sakare, Kiowa, Kako Kono Haju, Kanano, Okina News, Wotorakishima, Arigato Gosama, Hounsel, Kantamisa. Xin chào mọi người nha, hôm nay lại là A Long. Hôm nay Long hãy giới thiệu cho mọi người phun tách huy binh và nhiệt tình. Sau Jin tặng quà sinh nhật từ người hâm mộ, tôi cảm thấy hạnh phúc trở lại. Nữ diễn viên Sau Jin đã tổ chức sinh nhật vào ngày 11 tháng này và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những món quà, hoa và bánh ngọt. Vào ngày 14, sâu dây jean đã đăng trên SLS của mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều bánh ngọt và hoa như vậy. Trong ngày sinh nhật của mình, tôi thực sự ngạc nhiên và ấn tượng. Lời chúc phúc tôi cảm thấy trọn vẹn hàng 20 năm mình bỏ ra không hề lãng phí. Và một lần nữa tôi nhận ra mình là một người hạnh phúc. Trong bức ảnh được công bố cùng với bức ảnh một số hoa bánh ngọt sâu dây jean nhận được từ người hâm mộ. Mặc dù nó đặc biệt lộng lẫy nhưng chiếc bánh của cô có màu sắc độc đáo và mô số bó hoa của mỗi người khiến người ta ngưỡng mộ. Ngoài ra nó được gửi từ nước ngoài cũng như Hàn Quốc và nó được thể hiện nhận ra từ toàn cầu của Song Jae Jin. Và một mặt khác, Song Jae Jin đã thừa nhận tình yêu của mình với Hee Bin, người đã hợp tác với anh trong bộ phim The Negotiation và bộ phim Hello, Cradland và và hắn Một này. Dưới đây là bình luận của rủ của Song Jae Jin trên SNS. Lần đầu tiên tôi nhật nhiều bó hoa và bánh ngọt như vậy trong ngày sinh nhật của mình. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động kỷ niệm 25 năm ra mắt cùng với sinh nhật anh nhận được bao nửa chúc ngập tràn từ 20 mình bỏ ra không hề ổn phí anh nói lại là người hạnh phúc chúng ta bắt đầu năm 2021 với tình cảm đồng nghiệp và quá nhiều lời chúc phúc của các bạn và đó là khởi đầu thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết làm nào biết ơn có thể truyền đạt cảm xúc của tôi nhận được nhiều tình yêu thương tôi thực sự hy vọng rằng 2021 sẽ là một năm hạnh phúc hơn và ngoài ra nam diễn viên Lê Sung Sang người đang hăng say biểu diễn trong bộ phim Seriesman của đài KBS cũng Giáng sinh vào tháng 12. Ngoài ra, Song Jae Jin, người nổi tiếng đối với thần tượng, tại sao bạn không bỏ qua việc kiểm tra quyền riêng tư của bạn? Theo đuổi, tôi không làm việc. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là vấn đề không thể tránh khỏi. Điều gì xảy ra nếu bạn ở vị trí đó? Ngoài ra, nữ diễn viên Huy Bin và nam diễn viên Sung Jun Ki đã tổ chức Tết sinh nhật tại nhà vào ngày 20 tháng này. Arigatou gozaimasu, hong seo,